Đến hẹn lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, khi bàn về nguyên nhân của cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, có nhiều ý kiến cho rằng đây là sai lầm trong đường lối ngoại giao của Việt Nam. Bởi lúc đó, Việt Nam đã chọn ngả về phía Liên Xô thay vì Trung Quốc, và cái kết là bị Trung Quốc đem quân sang trừng phạt. Việt Nam đã chọn sai phe. Bởi lúc đó, dù mang tiếng là đồng minh, nhưng Liên Xô lại thực hiện quá ít những hành động hỗ trợ, đẩy Việt Nam vào thế phải chiến đấu đơn độc. Vậy quan điểm trên có đúng hay không? Có thật sự là năm 1979, Liên Xô đã khoanh tay đứng nhìn Việt Nam bị Trung Quốc bắt nạt mà không viện trợ? Anh em hãy cùng tôi đi giải mã những viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam trong giai đoạn năm 1979 nhé! Anh em thân mến, sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và hoàn thành sứ mệnh thống nhất đất nước, Việt Nam bước vào công cuộc xây dựng lại đất nước, song gặp phải muôn vàn khó khăn. Không những do hậu quả nặng nề về chính trị, kinh tế, xã hội do chiến tranh để lại, mà còn do tác động tiêu cực của quan hệ giữa các nước lớn. Trong bối cảnh đó, tháng 6 năm 1978, Việt Nam quyết định tham gia Hội đồng Tương trợ Kinh tế, khối SEV do Liên Xô đứng đầu. Đặc biệt, ngày 3 tháng 11 năm 1978, tại thủ đô Moscow, các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và Liên Xô đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Liên Xô. Hiệp ước năm 1978 trở thành văn kiện hợp tác toàn diện nhất và ở cấp độ cao nhất trong lịch sử quan hệ song phương. Nó phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ cũng như sự gắn bó chặt chẽ, mật thiết giữa Việt Nam và Liên Xô. Đặc biệt, phản ánh lòng tin giữa hai đảng, hai nhà nước, tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước. Bản hiệp ước năm 1978 gồm 9 điều, với nội dung và tinh thần chủ đạo trong tất cả điều đó là Liên Xô sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam về mọi mặt theo nguyên tắc tương trợ anh em và tinh thần đoàn kết với Việt Nam là mệnh lệnh của cả trái tim và trí tuệ. Thời kỳ đó, do sự phức tạp và khó lường trong quan hệ giữa các nước lớn nói chung, sự căng thẳng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói riêng mà dư luận quốc tế đặc biệt chú ý đến bản hiệp ước này, nhất là điều 6 và điều 7 của hiệp ước. Nguyên văn của điều 6 là hai bên ký kết hiệp ước sẽ trao đổi ý kiến với nhau về tất cả các vấn đề quốc tế quan trọng có liên quan đến lợi ích hai nước. Trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công hoặc bị đe dọa tiến công, thì hai bên ký kết hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau nhằm loại trừ mối đe dọa đó và áp dụng những biện pháp thích đáng, có hiệu lực để đảm bảo hòa bình và an ninh của hai nước. Và điều 7 là, hiệp ước này không liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai bên theo các hiệp định hai bên và nhiều bên mà họ tham gia và không nhằm chống một nước thứ ba nào. Qua đây, có thể thấy tính chất quan hệ Việt Nam-Liên Xô là đồng minh mật thiết, sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau. Chưa đầy 3 tháng sau khi Việt Nam và Liên Xô ký kết hiệp ước, ngày 17 tháng 2, Trung Quốc đưa 600.000 quân sang xâm lược Việt Nam, chia thành 3 mũi tấn công là Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn. Trong tình hình đó, Bộ Quốc phòng Liên Xô quyết định thành lập một tổ tác chiến bao gồm 21 tướng lĩnh quân đội Liên Xô, đứng đầu là Đại tướng Gennady Obaturov. Trong đoàn, ngoài trưởng đoàn Đại tướng Obaturov còn có các danh tướng dày dặn kinh nghiệm khác của Liên Xô. 40 năm đã trôi qua, Đại tướng Obaturov đã không còn sống. Trong số 20 tướng lĩnh của nhóm công tác khẩn cấp, nhiều người cũng đã không còn. Ở thủ đô Moscow chỉ duy nhất còn lại thiếu tướng Viktor Demjanenko. Tuy nhiên, nay đã ngoài 90 tuổi, nhưng những ký ức về ngày tháng làm chuyên gia quân sự tại biên giới phía Bắc Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Vì những đóng góp của mình, thiếu tướng Demjanenko được tặng thưởng huân chương do đích thân Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Trọng Tấn trao. Nhớ lại cuộc chiến 40 năm về trước, thiếu tướng Demjanenko chia sẻ: "Chúng tôi được làm quen với kế hoạch tác chiến của Việt Nam, với tình hình mặt trận. Mỗi cố vấn quân sự trong nhóm chúng tôi được phân công một nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện cùng với các cấp dưới là quân nhân Việt Nam. Tôi làm việc với tư cách là cố vấn cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam. Ngày 19 tháng 2, quân Trung Quốc đã vào đến Lào Cai và tiếp tục tấn công hướng Cao Bằng và Lạng Sơn. Chúng tôi di chuyển chủ yếu bằng ô tô cùng với bảo vệ Việt Nam. Nói xong, chúng tôi được bảo vệ rất kỹ vì có tin phía Trung Quốc sẽ trao giải 50.000 USD cho mỗi mạng của một chuyên gia quân sự của Liên Xô. Nếu điều này là sự thật, thì quân xâm lược Trung Quốc quả đúng là những kẻ khát máu tàn bạo anh em ạ." Khi được hỏi về tình hình chiến trường khi ấy, tướng Demjanenko nhớ lại: "Tôi từng tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941 đến 1945 và giờ đây trước mắt tôi tái hiện lại cảnh đoàn người rồng rắn nhau đi sơ tán, toàn phụ nữ và trẻ em thôi. Họ đi bộ, còn tất cả đàn ông đều ở lại chiến đấu. Tôi không thể nào quên được những câu nói cầu cứu được nghe ngày ấy trên đường. Người dân đã mất tất cả nhà cửa, nhiều người mất người thân. Lạng Sơn đón chúng tôi chỉ bằng những hoang tàn đổ nát. Tôi nhớ chỉ sót lại duy nhất một cây cầu đường sắt. Cho đến nay, tôi chưa có dịp quay trở lại nơi đó, song được biết là Việt Nam đã thay da đổi thịt, xây dựng lại to đẹp hơn nhiều. Nhóm chuyên gia chúng tôi có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích thông tin từ chiến trường, từ đó đưa ra các kết luận và đề xuất thích hợp trong tác chiến. Hàng ngày, chúng tôi đều báo cáo về Bộ Tổng tham mưu Quân đội Liên Xô.
Trong điều kiện khó khăn lúc đó, nhưng đường dây liên lạc trực tiếp giữa chúng tôi và Tổng tham mưu trưởng luôn được duy trì. Ví dụ việc Lạng Sơn thất thủ không hề là bất ngờ. Trước đó, tôi đã báo cáo với Tổng tham mưu trưởng ngài Nikolai Ogakov rằng tương quan lực lượng như vậy thì Lạng Sơn sẽ khó mà cầm cự được quá 2 ngày. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Khi nhóm chúng tôi được thành lập tại Moscow, mệnh lệnh cho chúng tôi từ Bộ Tổng tham mưu là hãy tìm mọi biện pháp, mọi phương tiện để bảo vệ Việt Nam. Là một cựu chiến binh chiến tranh vệ quốc, tôi có thể nói rằng cuộc chiến lúc đó tại biên giới Việt Nam là chiến tranh thực thụ với tất cả những sự tàn phá điển hình của nó. Trung Quốc đưa quân đội chính quy với vũ khí hiện đại sang tấn công, các trận chiến diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam. Lực lượng của Việt Nam ít hơn hẳn và vừa phải trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt. Thêm vào đó, còn phải cùng lúc căng mình trên nhiều mặt trận, phía Tây Nam với Khmer Đỏ, phía biên giới Lào với Phỉ Vàng Pao, phía miền Trung với lực lượng Phun Rô. Do đó, quân đội Việt Nam đã chọn cách đánh kiểu du kích, không tấn công trực diện mà gây quấy rối liên tục, không để kẻ thù yên ổn, theo dõi và tấn công bất ngờ. Bên cạnh việc gửi đoàn cố vấn cấp cao, Liên Xô cũng đã nhanh chóng thành lập một cầu hàng không để viện trợ cấp tốc cho Việt Nam. Cảng hàng không cũng tấp nập các chuyến tàu chở vũ khí từ Liên Xô cập cảng. Một cuộc tập trận lớn chưa từng có đã được Liên Xô triển khai áp sát biên giới Trung Quốc, ý muốn nói rằng bọn tao cũng đã sẵn sàng. Cũng trong năm 1979 này, mức viện trợ quân sự của Liên Xô dành cho Việt Nam có giá trị lên đến gần 1,8 tỷ USD, mức cao nhất chưa từng thấy ở giai đoạn trước đó. Năm 1977 là 11 triệu USD, 1978 là 90 triệu USD. Khi cầu hàng không Xô Việt được thành lập, hơn 150.000 tấn thiết bị quân sự đã được chuyển giao cho Việt Nam, bao gồm các tiêm kích MiG-21 nâng cấp, xe tăng T-54, 55, tên lửa đất đối không SA-3 và các khí tài khác để thay thế những vũ khí đã xuống cấp. Và có hơn 2.500 cố vấn Liên Xô được cử tới Việt Nam để giúp Việt Nam tích hợp các trang thiết bị mới, đồng thời giúp Việt Nam tổ chức lại lực lượng. Các máy bay vận tải hạng nặng AN-22 đã lập cầu hàng không lớn chưa từng có trong lịch sử. Từ Liên Xô chuyển đến Việt Nam hơn 400 xe tăng và xe thiết giáp, 400 khẩu pháo và súng cối các loại, 50 tổ hợp pháo phản lực 40 nòng BM-21 Grad, 800 súng chống tăng RPG-7. Lực lượng phòng không không quân cũng nhận được trang bị trong tháng 2 và tháng 3 năm 1979, số lượng lớn, vũ khí trang thiết bị hiện đại. Tiếp theo đó, trong giai đoạn từ năm 1979 đến 1982, Liên Xô đã viện trợ 14 tổ hợp tên lửa phòng không Volga cùng 526 quả tên lửa V-755. Từ năm 1984 đến năm 1987, Liên Xô lại chuyển giao tiếp 14 tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại hơn là S-75M3 cùng 866 quả đạn V-759. Cùng trong giai đoạn đó, Liên Xô đồng thời viện trợ thêm 40 tổ hợp tên lửa S-125 và 1.788 quả tên lửa V-601PD. Ngoài ra, còn có hàng chục loại máy bay tiêm kích bom Su-22 cánh cụt cánh xòe tối tân, lần đầu tiên được trang bị cho Việt Nam trong 3 năm từ năm 1981 đến 1984 và là loại duy nhất lúc đó có tầm bay đến quần đảo Trường Sa. Một bộ phận không quân vận tải Liên Xô cũng được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trong chưa đầy một tháng, cầu hàng không của bạn đã vận chuyển được hơn 20.000 quân chủ lực của Việt Nam, hơn 1.000 trang thiết bị chiến đấu, 20 máy bay quân sự các loại cùng hơn 3.000 tấn vũ khí, đạn dược từ Campuchia trở về miền Bắc. Những hỗ trợ của Liên Xô cho ta trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc lại càng đáng được trân trọng hơn khi mà tại thời điểm ấy, bản thân Liên Xô cũng đang phải gồng mình trên chiến trường Afghanistan ác liệt với bao tiền của và cả xương máu của hàng ngàn chiến sĩ Xô Viết. Các đợt viện trợ vũ khí này vẫn duy trì ở mức cao cho tới năm 1980 với 90.000 tấn thiết bị quân sự trị giá 1,4 tỷ USD, sau đó mới giảm xuống 50.000 tấn trị giá 400 triệu USD trong năm tiếp theo do một số khó khăn trong quá trình tích hợp và mối đe dọa từ Trung Quốc cũng đã giảm bớt. The Times vào tháng 3 năm 1979 viết, chừng nào quân đội Việt Nam còn cầm cự thì Liên Xô sẽ tiếp tục cuộc chiến trên mặt trận tuyên truyền. Điều nguy hiểm là nếu Bắc Kinh tiến xa hơn, tấn công Hà Nội và Hải Phòng hoặc quyết định duy trì sự hiện diện của quân đội trên lãnh thổ Việt Nam thì Liên Xô vì không muốn thể hiện sự yếu đuối và thiếu quyết đoán sẽ tham gia một cuộc xung đột. Viễn cảnh nguy hiểm hơn nhiều là Liên Xô có chung đường biên giới dài 4.500 km với Trung Quốc, cùng với đó là 44 sư đoàn Liên Xô hiện đang được triển khai. Quân đội Liên Xô có thể xuất hiện trên vùng đồng bằng tuyết trắng Tân Cương, nhưng mục tiêu nhiều khả năng sẽ là Mãn Châu, trung tâm công nghiệp hạng nặng của Trung Quốc. Liên Xô tuyên bố sẵn sàng can thiệp vào cuộc xung đột. Ngày 2 tháng 3, tuyên bố thứ hai của chính phủ Liên Xô được công bố. Bắc Kinh được thông báo rõ ràng rằng nếu quân đội của họ không rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, thì họ sẽ phải chiến đấu trên hai mặt trận. Tuyên bố của Liên Xô đã được hỗ trợ bằng sức mạnh thực sự. Các đơn vị tên lửa và các sư đoàn của Liên Xô đóng ở biên giới Xô Trung đã được đặt trong tình trạng báo động cấp 1. Một tập đoàn 250.000 quân với sự hỗ trợ của không quân bắt đầu tập trung dọc biên giới. Moscow quyết định hành động, như đã nói, không làm sơ sài và khoan nhượng. Các trung đoàn không quân chiến đấu được chuyển từ lãnh thổ Ukraine và Belarus đến các sân bay ở Mông Cổ. Và một số thời điểm, 10 trung đoàn không quân tiền phương đã đồng loạt hoạt động trên không.
Việc triển khai các đội quân và các đơn vị vũ khí chiến đấu khác cũng có quy mô không kém hơn. Trong điều kiện khí hậu và tự nhiên khó khăn, họ đã thực hiện cuộc hành quân đường dài từ Siberia đến Mông Cổ, hơn 2.000 km. Đồng thời, các đội quân được vận chuyển, đẩy hội quân bằng đường sắt, đường bộ và đường không. Đặc biệt chỉ trong 2 ngày, sư đoàn đổ bộ đường không từ Tula đã được các đơn vị vận tải quân sự hàng không vận chuyển đến khu vực Chita, cách đó 5,5 nghìn km bằng các chuyến bay thẳng. Liên Xô chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra, đề ra các vấn đề tổ chức phòng thủ, đẩy lùi cuộc xâm lược của kẻ thù, tổ chức và thực hiện các cuộc phản công. Tại các quân khu biên giới ở Viễn Đông, Liên Xô và trên lãnh thổ Mông Cổ, các cuộc diễn tập quân sự được tổ chức. Tổng cộng, 20 sư đoàn vũ trang và không quân đã tham gia. Tổng quân số tham gia cuộc tập trận là hơn 200.000 người, hơn 2,6 nghìn xe tăng, khoảng 900 máy bay. 8 trên các tàu của hạm đội Thái Bình Dương có thông báo, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu hành động thù địch. Chống lại Việt Nam, bạn bè của chúng ta, hãy nhớ cuộc xung đột trên đảo Damansky. Chúng ta không thể đảm bảo rằng vũ khí của quân đội Trung Quốc sẽ không hướng tới biên giới của chúng ta. Sự phát triển hơn nữa của các sự kiện tại Việt Nam có thể đòi hỏi sự tham gia của hạm đội tàu của chúng ta trong việc hỗ trợ người bạn Việt Nam. Kể từ thời điểm này, các tàu được thông báo sẵn sàng trực chiến. Tất cả các biện pháp quân sự nghiêm túc này, cùng với sự phản đối của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả nhân dân Liên Xô, đã sớm buộc ban lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lúc bấy giờ phải ra lệnh đình chỉ các cuộc tấn công vào Hà Nội và bắt đầu một cuộc rút quân có tổ chức và có kế hoạch khỏi các vùng lãnh thổ Bắc Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng. Như vậy, hành động trừng phạt Việt Nam thực sự đã kết thúc trong thất bại. Như vậy, không quá khi nói rằng những sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô là một yếu tố quan trọng đóng góp vào thắng lợi của Việt Nam trước Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Hiện nay, tuy Liên Xô đã không còn nữa, nhưng những người Việt Nam yêu nước vẫn sẽ mãi nhớ ơn nghĩa thủy chung của người bạn Xô Viết trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.